Như các bạn đã yêu cầu trong rất là nhiều ngày qua thì hôm nay mình với Đá sẽ cùng nhau chơi Block Food Meme. Dạ thì bước đầu tiên mình cần đó chính là chọn giữa tem Flop 3 hoặc là Chim. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ chọn con Chim nha, tại vì Flop 3 này xấu quá. Đẹp trai là phải chọn người đẹp các bạn ơi. Ủa sao có người sao mà biết mình vậy? Ai đây? Fan cứng đột nhập các bạn ơi. Thằng này vô rồi sao mà anh dám bút bàn này hả Vida? Quất nó luôn, đánh nó. Chơi mày, đi nó quất quất. Rồi mày. Mày double kill. Đấy thì đầu tiên nhất, what the fuck, anh nói em chết đúng không? Đầu tiên là sao chết trong game này được. Bây giờ chúng ta phải đi farm quái các bạn ơi, quá easy man. Ủa anh tưởng game này phải khác Block Food chứ thật ra nó cũng đi farm như Block Food thôi hả? Nhưng mà đối với trình độ của anh em mình thì cái việc đi farm này quá dễ rồi. Nhưng mà để cho khởi đầu thuận lợi hơn thì mình xin giới thiệu với các bạn một cách farm siêu nhanh. Đầu tiên các bạn hãy bấm vô hình bánh găng ở đây nha, sau đó kéo xuống phía dưới, các bạn chỉ cần ghi 10k active và redeem con thanh hạng. Sorry. What the fuck? Cần mấy level 25 mới thể redeem code. Vậy hành trình này coi bộ cũng khó khăn đó các bạn ơi. Được rồi. Thì ở video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tất cả code trong MimC. Nhưng mà các bạn phải đợi mình lên level 25 cái nha. Nước đi này của admin thì mình không ngờ tới luôn. Anh chết. Cái nhiệm vụ này giải nữa là anh. Lên đây. Đâu, cái gì? Đây nè. Gì đây? Ui, cẩn thận nha, lava này có chết không vậy ta? Bấm cái con quái này 1000 lần hả? Bấm thiệt là nhanh. Anh ba xịn. Cái nhiệm vụ này nó cho tụi mình tới 55.000 gem với lại một món vũ khí siêu xịn luôn thì phải. Nên là 1.000 cú click mình nghĩ cũng xứng đáng á. Mong là đáng giá bằng chuột của anh nha, anh cảm giác nó sắp nổ tung rồi đó. Chuột em muốn thư luôn rồi. Đây rồi, khoảnh khắc mà chúng ta mong đợi đó chính là... Yes sir. Ngon được cái flop 3 vậy nè. Ê mày lấy ra đâu vậy? Một chiêu giết hết đám quái luôn, what the hell. Thiệt không? What the hell. Múc bang với đất các bạn ơi. Mày. Tao chỉ hành vua hay tao. Dạ, mua đó. Ủa anh với em chung phe hải quân mà. Quên. Chỉ hành vua hải quân mới đúng. Ê mà quái trong game này xuất hiện liên tục á, farm cũng sướng vậy. Yes, anh lên level 25 rồi nè. Ok, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn tất cả code cho MimC nha. Đầu tiên chính là code 20k active. Let's go. Và tiếp theo đơn giản thôi, các bạn chỉ cần xóa số 40. Ê, không cho mình xóa số 40 hả? Ghi số 40 nha, active và let's go, 1000 gem. Và tiếp theo đó chính là code 70k active. Và lần này ui 750.000 gem. Cái code này mình nghĩ là ngon hơn code trước luôn nha. Xịn vãi. Mới đây anh có được 1 triệu belly nè. Ok, và code tiếp theo nữa đó chính là code 10k member. Nó sẽ cho các bạn 100 gem khá là phế ha. Ồ, thì ra code tiếp theo đó chính là 100k active nha. Nó cho các bạn tới 1 triệu belly lận. Và lần này sẽ là code update nha. Update 4. Yeah, update 4 thì sẽ cho 40 gem với lại 400k belly. Và đến với code 10 triệu lượt chơi, let's go, sẽ được 1 triệu belly. Ui nhưng mà nhập xong cuối cùng được tới 4 triệu belly luôn nè. Mua chiếc quỷ ở đây đúng không ta? Cần level 50 để mua. Bro what? Nhưng mà mình vẫn cần phải farm level 50 mới có thể random chiếc quỷ được à. Game này hơi khó là ở chỗ đó thôi chứ. Level 43 nè. Không có chiếc quỷ mình không thể nào múc ban với đất được các bạn à. Ui mà anh được level 50 nè. Let's go. Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì? Ui. Dạ chết quỷ, come on không vậy? Diện quay toàn chết quỷ phế của người ta. Chết quỷ trong này. Ôi chết quỷ, chết chấm hỏi chấm hỏi kìa ba. Chết thần thoại luôn nè. Cú đấm quay. Ui. Đồ chết quỷ mạnh lắm đó Phúc. Ui bất tử nè con đồ Phúc. Chết quỷ trong game này thật sự mạnh đó nha các bạn. Quỷ em mạnh lắm. Đâu chết gì? Chết quỷ em có chiêu nè, có chiêu có thể bay. What chứ gì có chiêu bay ta, mình ăn thử nha. Ui fly bao rồi. Nước ui hay vậy các bạn. Nước kịch mà nè. Hôm nay ghép cái bài nhạc kịch ra ô. Thấy em mới chơi game này mà em meme rồi đúng không? Rồi để ra đơn tích 10 trái nó cho em nha, mong là sẽ ra. Ui, what the hell man. Yeah. Gái chết quỷ xịn liên tục luôn nè. Tàn hình. Bây giờ thì tao sẽ mất ban mày. Đồ hay đó. Thôi được rồi, để anh thử nhân phẩm sau khi nhập code của anh coi nó tăng lên không nha. Ui, anh mới thấy được chết quỷ màu đỏ kìa ba. Đỉnh vậy. Mong là ra được chết. Không phải 44%. Chết quỷ 0.44%. Đỉnh vậy. What? Coi nè, có sức mạnh của anh nè. Đắc holo. Ôi anh giống Gojo vãi ba, chiêu thịt Gojo luôn á. Quậy. Trời, wow. Anh là gâu đen, còn em là A nè. Đâu, ui. Sao trái A nhìn mạnh hơn trái gâu đen đó vậy ta? Ủa hay là trái của anh hơi tiến quá V2 không? Game này có V2 các bạn. Chứ trái anh sao Legendary mà thấy phế hơn trái Moai nữa ba. Không biết trái này combo ngon không đó ta. Hình như trong game này có BBB được á. Nhưng mà trái đắc này giống Gojo vãi luôn nha, coi nè.
Pew. Ồ, vậy tính ra trái quỷ này có khả năng là gom quái siêu xịn nha các bạn. Bay vô đây. Rồi, gom quái lại và một chưởng là chết. Ồ, Phúc ơi, anh tìm được căn hầm bí mật nè. Ủa, The most powerful weapon. Cái này biết là gì không? Cây gậy của mẹ em quýnh á. Ôi, thiệt kìa, mẹ quýnh thiệt kìa không? Mấy con boss mà thấy cây này cũng mới khiếp sợ các bạn ơi. Mà đam hơi thấp nha, what the fuck. Thứ đam nhất trong cuộc đời các bạn á, không phải là bị người yêu chia tay mà là bị mẹ quýnh á. Rồi, tính ra chơi game này cũng hệ chứ các bạn. Chơi lắp phút PvP căng thẳng mệt mỏi quá thì chúng ta có thể chuyển qua game này để giải trí. Ôi, anh lên được lên 100 Phúc ơi. Let's go, đi thôi, anh đi quýnh boss trước đây. No. Vì đất nó bị bỏ lại các bạn ơi, sức mạnh của gâu đen quá bá đạo. Ây da, cái gì á? Simon nó giết cái này. Nó thả cái tượng đá vô đầu anh ba, khốn này, mất hết chết quỷ luôn. Láo thiệt. Mình mới cho nó biết sức mạnh thật sự của mình thôi các bạn ơi. Mày á Simon, bây giờ sẽ BBB lock food như này nha. Mày láo, bay ra đây. Ủa, trong game hình như không có BBB hết các bạn, sao mình quýnh không trúng cái này vậy? À, nó chưa bật BBB, nãy nó bị giết rồi. Đây rồi, được tăng 500 máu. Wow. Và bây giờ, anh đã trở nên siêu đẹp trai. Ok, nói chung video hôm nay đến đây thôi nha các bạn. Bởi vì mình cảm thấy là mình đã quá pro rồi. Nếu như các bạn muốn mình lấy thêm cái gì nữa trong MC thì các bạn nhớ comment bên dưới nha. Tại vì hiện tại thì mình không biết lấy thêm gì nữa hết. Các bạn cứ comment đi, sau đó mình sẽ tìm hiểu và đi lấy sao ha. Bây giờ thì bye bye.